cậu ơi, bán cho tôi cái hộp thuốc nhuận trường như mọi lần tôi mua đi. À dạ con nhớ rồi, chờ xíu nha. Rồi. Này phải không bác? Đúng rồi. Dạ. 98 ngàn như mọi khi nha bác. Rồi thối tiền dạ. Cho tôi lẹ lẹ lên đi. Con gửi bác nha. Ừ. À cái giấy hướng dẫn sử dụng á có sẵn đây rồi nha. Rồi rồi tôi biết. Để chọn thối tiền. Rồi. Lẹ đi cậu ơi. Lẹ đi cậu. Trời nó nghiêm. Hả? Vô tôi lại. Cướp mày đi ra đóng cửa lại cho tao. Nhanh. Lẹ lên, lẹ lên. Đừng bốc cỡ nữa, từ từ. Cậu ơi, cậu ơi. Cậu tha cho cậu ơi. Con tôi nó cần hộp thuốc này cứu mạng đó cậu ơi. Bà nhấn mặt, bà đứng vô trong. Đừng vô trong. Bình Tâm ơi, chết cứu trời. Sao xui dữ vậy trời. Mày. Dạ. Lấy hết tiền bạn cho thủ đưa cho tao. Nhanh lên. Bà nữa, có tiền bạn trăm người không? Đưa hết đây đây. Hồi nãy có 500 con thuốc. Dạ. 500 đi. 500 nào? 500 mà lấy con thuốc đó. Này 500 nè. Cậu cậu ông cướp ơi. Tôi lấy tịch có gì đó mà. Thay tôi đem thuốc về cho con tôi. Con tôi đang chờ hộp thuốc đó. Nín. Cứ gì bây giờ. Mày lấy tiền nhanh. Mở tủ ra. Dạ chờ em xíu đừng bắn nha anh. Này mở lên đó. Anh ơi cái ổ khóa tủ nó hơi nãy giờ rồi mà mở không được mà. Mày giữ mặt đó rồi. Anh ơi mở không được. Không được. Trời ơi anh qua ăn tinh của anh coi nè. Mở không được thiệt mà. Mở không được. Tao mà mở được tao bắn xì xỏ. Đánh ra. Lần đầu tiên bị cướp sợ quá. Chúng tao coi. Ôi cầm được. Trời ơi. Trời ơi. Mở không được thấy chưa. Mày đưa đúng chìa khóa không nhỉ? Dạ anh em đưa đúng mà. Cái chìa khóa em xài mấy tháng nay rồi. Đúng rồi sao tao mở không được. Trời đâu có biết. Bữa nay nó bị hư đó. Em mở hoài không được. Mày kêu thợ sửa khóa lại. Sửa liền cho tao. Nhanh. Thôi sửa khóa hả? Lên. Trời đừng có nạt em. Trời sao con chung thế này. Giữa tay con nhiều. Một năm cái gì? 1-1-5 là cứu thương bà nội. Trời ơi, bác bậy mà. 1-1-4 hả? 1-1-4 cái gì? 1-1-4 là cứu quả. Nhớ rồi, 1-1-3. Ờ, rồi, bắp vô. 1-1-3 là cảnh sát. Chị Diêm cũng giúp mày. Tao hiểu mày điện thằng cha sửa khóa cho tao. Ờ, đi tìm thằng cha sửa khóa. Ủa mà anh ơi, em có biết số của ai đâu mà gọi bây giờ. Tao biết mày. Mày làm sao có số cho tao thôi. Nhanh lên. Làm sao bây giờ có biết bạn bé bắt nằm ơi kinh sớm. Bây giờ một là biết, hai là ăn đạn. Mày xuống cái nào. Ra động não ơi. Biết 5 giờ sao. Ra động não đi. Biết ăn đạn. Google, tao Google là biết hết. Trời, anh ơi, trời ơi, đừng có chỉ rồi, em vô mấy xong bấm được. Cậu cướp bây giờ có Google, để nó lại, tôi đi về, phải đem thuốc cho con tôi mới được. Trời, bác Tâm, bác còn làm một mình hả, bác Tâm. Mày nhận mặt tôi, bà đứng im đó. Dạ. Trời, đứng im đến tấp nắng bây giờ. Mày nhanh lên, lẹ đi. Rồi, có số. Khỏi lẹ đi. Dạ, alo. Dạ, anh thợ sửa chìa khóa đúng không? Dạ, anh ơi tới liền cái số 58 Trần Não. Tiệm thuốc tây Trường Thanh giùm em nghe. Cái ổ khóa bị hư rồi em mở không được. Anh ơi gấp lắm anh ơi, anh tới liền đi. Cái gì? Nửa tiếng nữa hả? Trời, anh tới liền được không? Trời, cúp máy luôn rồi. Trời anh ơi, người ta đang bận, người ta hẹn nửa tiếng sau mới tới được. Giờ sao đây? Nửa tiếng tao cũng chờ mày. Lắm lắm mày. Không phải lỗi của em, đừng bắn em nghe. Trời, nửa tiếng mấy người chờ được. Nhưng mà con tôi nửa tiếng rồi nó sẽ chết. Tôi đi về. Nó bắn bây giờ, đừng có chạy. Mày nè. Trời ơi. Mày hả mày? Thôi. Nó xỉu rồi thùng quanh nữa. Trời ơi, đánh nó lát cái chết, ai chịu trách nhiệm? Công an hốt đi. Sao tụi cũng anh? Tụi hay vậy? Dạ alo, chú cảnh sát đúng không? Dạ, tới ngay tiệm thuốc tây số 58 Trần Não nghe. Dạ, ngay tiệm thuốc tây Trường Thanh đó, có vụ cướp xảy ra nè. Quên nữa. Làm ơn, đưa kêu vừa một chiếc xe cứu thương tới nữa nghe. Dạ không ai bị thương hết trơn á. Cái thằng ăn cướp nó xỉu rồi. Dạ, nhanh nghe, nó sắp chết rồi nè. Cô nghỉ ngơi đi, tôi về. Tôi cảm ơn cô nha. Thầy Phúc. Hả? Thầy có ở lại giúp em sửa cánh cửa tụ chút xíu được không thầy? Xong rồi đó. Em cảm ơn thầy Phúc. Nè, còn dạ? Hư chỗ nào nữa không? Dạ không.
Thầy ơi, cái này là không phải tại em đâu nha thầy. Em dọn vô đây là nó bị mớp sẵn vậy. Không phải em làm đâu nha thầy. Tôi biết mà. Đứng lại. Đó, đã bắt em đó. Dạ, bắt anh đâu. Đứng lại, anh bắt đi em. Dạ. Ông xã. Ông xã. Ông xã có bị sao không vậy? Nó đập đầu vô giường không vậy? Trời ơi. Ông xã. Đúng là em sợ nha. Ông xã. Ông xã có bị sao không? Tỉnh lại đi. Đừng có sợ với em nha. Mới té chứ mà sao không tỉnh được. Nè, tỉnh lại ông xã. Tỉnh lại rồi. Nhận đây không? Em chưa mua bảo hiểm cho bây giờ nhìn nó đâu cũng thấy toàn là kỷ niệm, mà toàn là kỷ niệm đau thương không. Thầy gọi cho Kim Chi chưa thầy? Ừ, chưa tới 9 giờ mà. Dạ, bây giờ có số điện thoại rồi, thầy muốn gọi lúc nào cũng được thầy ha. Bây giờ ly dị rồi, gọi hoài để làm gì? Tôi lấy số của cô là để hẹn gặp giải quyết căn nhà này thôi. Phải ha. Ủa, anh đi đâu ạ? Đi vô trọng, luyện công chứ đi đâu. Ủa, chưa thành công nữa hả? Chưa, đặng nó chết giờ để nhúng nhúng cho nó xuống từ từ. Nhưng mà anh có ăn uống theo em chỉ chưa? Có chứ. Có mà sao kỳ vậy ta? Trời đất ơi. Anh đi vô lên, đau bụng quá, khó chịu quá. Nè, em đã nói là anh là ăn đồ mát mà anh ăn ba cái này làm sao mà đi được. Nè. Cái ông này thiệt tình luôn á. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ bà Năm. Hả? Công an phường. Ủa Phúc, bữa giờ cậu đi đâu? Sao tôi không thấy cậu vậy? Dạ còn ở nhà ba con. Ủa vậy hả? Dạ. Mà tôi không thấy vợ cậu đâu hết. Chắc là qua đó làm dâu luôn rồi hả? Dạ. Mà tôi kể cậu nghe nè, có chuyện này tôi kể mà cậu đừng nói cho ai biết nha, người ta nói tôi nhiều chuyện á. Dạ. Ở đây á, nghe nói có cặp vợ chồng mới cưới nhau được 2 năm mà đã ly dị rồi. Mà tôi thấy cậu đi có một mình nè, tôi cứ tưởng là cậu với vợ cậu ly dị không á. Thôi, tôi giỡn mà. Dạ, cặp vợ chồng ly dị đó chính là vợ chồng con. À, vậy hả? À... Ê, mấy đứa nhỏ nhỏ. Ê, đi. Làm gì vậy? Đi. Tại sao không liên lạc được chứ? Chắc là đang tí tưởng chàng trai là lỗi chứ gì. Trời đất ơi, sao tự nhiên giờ này nó muốn ra vậy trời? Ôi trời, không biết nên mừng hay nên buồn nữa. Mẫn. Trời ơi, ba dạy người không được đi xe mô tô, tại sao đi xe mô tô? Ba tha con đi. Cái này lần cuối con nhân tay phạm đâu. Tha cái gì bây giờ, mày kiếm toilet cho ba thôi. Toilet. Toilet hả? Gần đây là đâu? Ở đây không có toilet đâu. Bây giờ đâu có, mày suy nghĩ hoài hồi đó ra bây giờ. Ba lên đi, con chở ba đi. Được không? Dạ được. Mày chạy đàng hoàng hả mày? Dạ dạ. Tao tới rồi đó. Nè ba đội vô nhanh lên. Trời ơi, cái nói gì đâu nhìn tao ghét dễ sợ luôn à. Ba lên lên ba. Lên lên ba. Mới nó ra vậy. Tao nắm chặt vô nha. Tao trước. Em trước. Tao trước. Ba thoải mái đi nha ba. Mày lại mày hả Mẫn? Mày muốn gì hả?
bay phiền quá, yêu hát chơi.